Xin chào các bạn, mình là dược sĩ Nguyễn Lĩnh Nhân, chuyên viên đào tạo sản phẩm New Skin Việt Nam. Ngày hôm nay rất vui được chào đón các bạn đến với video về Eye Formula và công thức độc đáo dành cho đôi mắt của bạn. Với 2 viên Eye Formula mỗi ngày dành cho người từ 14 tuổi trở lên, bảo vệ đôi mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh. Cùng đến với công thức đặc biệt của Eye Formula nhé. Lutein hoạt động bảo vệ cho sức khỏe đôi mắt theo hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất, lutein sẽ đóng vai trò như một màng lọc giúp cản trở một số các ánh sáng có khả năng gây hại đến điểm vàng của mắt. Cơ chế thứ hai, lutein sẽ giúp dọn dẹp các gốc tự do có khả năng gây hại đến khu vực ngoại vi điểm vàng của đôi mắt của chúng ta. Và bên cạnh đó, sự phối hợp cùng zeaxanthin. Nếu như lutein với hàm lượng 10mg cung cấp những dưỡng chất cho khu vực ngoại vi của điểm vàng, thì zeaxanthin với liều lượng 2mg trong công thức Eye Formula sẽ giúp hỗ trợ cho sức khỏe khu vực trung tâm điểm vàng. Khu vực trung tâm của điểm vàng được biết đến như là một khu vực cực kỳ thuận lợi cho việc hình thành các gốc tự do ảnh hưởng đến sức khỏe của đôi mắt. Và zeaxanthin tập trung hàm lượng vào khu vực trọng tâm này để giúp hỗ trợ cho sức khỏe của điểm vàng, tập trung trong việc chống oxy hóa, cản trở các gốc tự do gây hại cho các tế bào tại khu vực này. Bên cạnh đó là công thức phối hợp cùng các dưỡng chất như vitamin E, vitamin C, các loại khoáng chất như kẽm, đồng và selen sẽ giúp cho công thức trở nên độc đáo hơn cho sức khỏe của đôi mắt của bạn.